Ồ, cá da bò à, mua ở Sài Gòn, mua ở Bạc Liêu chỉ có 70 thôi, mà mua ở đây tới tới 180 hả? Một ký 180 lận, mua ở Sài Gòn mắc quá. Cá da bò nha. Hôm nay cá da bò làm gì ăn? Hả? À, hấp mỡ hành nha. Cá da bò hôm nay mình hấp mỡ hành. À, cá này thì mấy trăm gram? Con này mua trăm mấy, gần ký à. Con này gần ký á, cá này. Lột da chưa vậy? Nó làm luôn nè. À, nó lột da rồi hả? Lột da rồi là nó lột cho mình hả? À, cái da bò này lột rồi. Ở dưới Bạc Liêu mua có 70.000 nè. Ở dưới Bạc Liêu mua có 70.000, ở đây mua tới 180 nè, một ký tới 180 nè. Mắc 100.000, mắc 101.000. Bạc Liêu mua 70. Ồ, nãy có trứng à, em không biết em banh cái trứng bỏ. Trứng là đem bỏ rồi. Nãy giờ nữa. À, cá da bò hôm nay hấp hành nha, hấp hành chấm nước mắm à, hấp hành chấm nước mắm. Phải chụp hình con cá để Cái này cái bữa này hả bà xây rồi. đấy, đấy. Ông ngoại vườn nào vậy hả? Ơi. Rồi. Hôm nay mình ăn cá da bò, hấp mỡ hành, gói rau, chấm nước mắm chua ngọt. Tươi xả ha. Ừ. Hấp cá. Rau cải. À, bữa nay gói rau cải ăn. Một bên kia. Món bún nè, Thôi mắm nè, rau nè, bánh tráng nè, dưa leo, rau cải, rau thơm, gói bánh tráng nha, cả gói bánh tráng nha. Mấy ông không để cái bàn nữa không? Rồi đổ nước mắm ra. Cầm con cầm cái gói rau cá ăn nha. Cá xong chưa? Đói bụng lắm rồi. Đè lên. Đói lắm rồi đó nha. Hồi giận không ăn à. Wow. Có nhiều. Cái đầu cá à. Dạ, nó đậu cái hén vậy rồi.
cơm. Nó không chỗ mà nó đuổi nữa. Rồi chị Trang làm bớt chén cơm. Chén cơm chị bớt ít thôi. À con ăn cơm. Cơm lấy chén đựng. Sang vô quay cái này nè, nó ngon. Rồi gấp đi con, gấp đi con. Ăn chung với cơm trái. Đi qua. Đi qua. Quay vô này cái ta nhìn. Đi qua. Rồi mời cả nhà ăn cơm nha, ăn cơm cá da bò hấp hấp hành gói rau cải, ăn với bún bún sống nha, thấy bún bún tươi tươi. Cửa là gì? Chào cá qua đây. Cửa là được không? Chào cá qua đây được không? Không. Ăn lấy rau gọn lắm nha. Hai đứa gái ăn quá. Đâu quay phim hồi hết đồ ăn. Hiền quá. Cái này chiên sợ ớt cũng ngon. Đâu có ai gói rồi cho xin một lò gói coi coi có đẹp có nào. Lâu quá mà ăn cũng. Ai gói đẹp rồi đưa đây chụp hình cái coi. Lâu quá mà ăn gỏi chua hả má mày? Á lộn, lẩu chua. Lẩu gì? Lẩu chua. Trời, gói giống cái bánh 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 gì? Bánh không phải bánh của người đừng có nói bánh. Bánh của người Phú Yên á. Tiền bánh nhiều quá. Bánh của người Bắc. Ê ê ê. Ê. Thế là trời nó bò vô quần rồi. Ở đâu đưa cái gói ra nghe 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 nghe. Để cái nghe đi. Chấm rồi con, chấm rồi, gói rồi, gói rồi. Kệ đi, đâu sao đâu. Sao nó bùng quá vậy? Mà, con ông mà. Ngọt đó, này cái con cá đó, nó bùng. Chết nghe ngọt. Chưa. Đây. Rồi, nó vô ngay chân dễ chùm cháy. Quá ngon. Rồi, đây em ơi. Nó bay vô. Rồi, cảm ơn cả nhà nha. Cái này của nó. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Nhớ mấy bạn thiếu mà chưa đăng ký thì đăng ký kênh giùm mình nha. Chia sẻ một like, cho Trinh một like nha. Bút mẹ đậu đậu Trang ơi. Mà ba mang đi con la hoài, mang mà con la hoặc mắc nghẹn rồi sao? Cá da bò hấp hành ở đây mua tới 180, Sài Gòn tới 180, dưới quê mua có 70, bắt tới 101 ngàn ký.
nhưng mà cá nó không có lớn bằng cá này. Bữa hôm mua là cá nhỏ hình như có ba con, thì ba con hai con ký gì gắp cho con em không được gắp cho con. Sao con không có nhau? Con để nè. Rồi xong xin bye bye cả. Ủa, nhà. Ủa chị quên cái bán gà này rồi. Hay là bác quay lại được không?